18. Xuất gia công đức. Chính tôi được nghe, một thuở nọ, Đức Phật ở nước Ma Già Đà, tại thành Vương Xá, trong vườn trúc Kalanda. Buổi thuyết pháp này, Đức Phật nói về công đức xuất gia. Ngài nói: Nếu người nào cho con trai, con gái, đứa ở trai, đứa ở gái, hoặc người dân hay chính mình đi xuất gia, công đức ấy thực là vô biên. Nếu đem tỷ với phước báu của bố thí, dầu có được hưởng phúc đến 10 đời trên cõi nhân, cõi thiên, cũng không bằng công đức cho một người đi xuất gia hay tự mình đi xuất gia. Tại sao thế? Vì phúc báo bố thí chỉ có hạn định, còn phúc báo xuất gia không có hạn định, nên không thể bị kịp. Hoặc phúc báo chỉ giới, hoặc phúc báo của các vị thần tiên có đủ 5 phép thần thông, cho đến phúc báo cùng tột của cõi trời Phạm Thiên, đem ví với phước báo xuất gia trong Phật Pháp cũng không sánh nổi. Hơn nữa, người xuất gia còn được đạo Niết Bàn, nên phước báo ấy không thể nói bàn cho xiết được. Giả như có người nào xây tháp bằng thất bảo, cao tới cõi trời Đao Lợi, công đức ấy cũng chưa bằng cho người đi xuất gia. Vì tháp thất bảo kia có ngày bị kẻ gian ác ngu si phá hủy. Muốn cầu một pháp lành, ngoài Phật Pháp ra không còn pháp gì có thể cao hơn. Cũng tỉ như 100 người bị lòa đôi mắt, gặp thầy thuốc chữa lành sáng tỏ, hoặc 100 người bị tội móc mắt, gặp được người có sức hùng mạnh cứu thoát. Phước cứu hai người nói trên tuy lớn nhưng không bằng cho một người đi xuất gia. Đức xuất gia cao cả, phước cứu hai người lành đôi mắt chỉ được một đời, rồi đây nó cũng bị hoại. Cho người đi xuất gia hay tự mình đi xuất gia, sau khi được thành tựu quả Bồ Đề, họ sẽ đem giáo lý đạo Phật giáo hóa chúng sinh, được con mắt trí tuệ muôn ngàn kiếp bất diệt, vì con mắt trí tuệ không bao giờ bị hoại. Những người được hưởng phúc trong cõi nhân cõi thiên chỉ phóng túng say mê về dục vọng, họ không có con mắt trí tuệ nhận xét. Nó là giả dối, không sự thật. Nó là hố lửa sâu, thui đốt con người ngu si tham vọng. Nó làm hầm cảm bẫy, đưa dắt người vào nơi ác thú luân hồi. Pháp xuất gia tiêu diệt họ hàng nhà ma, làm lợi ích cho dòng xuất thế của Phật Pháp, nuôi thiện pháp, trừ tội cấu, thêm phúc lành, được thành Phật. Đức Phật nói: Công đức xuất gia cao như núi Tu Di, sâu như biển cả, rộng như hư không. Những ai làm cản trở người phát tâm đi xuất gia, kẻ đó sẽ bị tội đọa vào địa ngục hắc ám và không có mắt, cũng ví như tất cả các nước sông lớn, sông nhỏ, ngòi, lạch, suối, ao đều chảy về biển. Tội báo của kẻ đó cũng thế, những tội ác chất ở thân kẻ đó cũng ví như núi Tu Di bị thời tai kiếp đốt cháy tiêu tan. Kẻ đó vào địa ngục hỏa thiêu vô thời hạn, cũng như vị thuốc độc Kalilouheni đem tỷ với vị thạch, một sự báo ứng của thiện ác cũng thế. Cho người đi xuất gia hay chính mình đi xuất gia, công đức như trời xanh như biển thẳm. Người xuất gia lấy kinh điển làm nước để rửa những cấu nhơ của nghiệp kiết sử, trừ bỏ được khổ sinh già bệnh chết và làm cá nhân của đạo Niết Bàn, lấy giới làm chân, bước lên đất thanh tịnh trang nghiêm, lấy luật làm mắt để coi xem những thiện ác của thế gian, đi trên đường bát chánh tới thành Niết Bàn. Vì những lợi ích ấy nên cho người đi xuất gia hay tự mình đi xuất gia. Thời đó có một trưởng giả tên là Thi Lợi Bí Đề, tàu dịch là Phúc Tăng, tuổi đã 100. Nghe biết người ta thuật lại công đức xuất gia cao cả như vậy, ông thầm nghĩ như vậy: Tà này tuổi đã già yếu, đối với việc xuất gia tu đạo trong Phật Pháp
phúc đức lớn lao, sao lại không xuất gia trả uổng lắm ư? Nghĩ xong gọi vợ con lên bảo: Bà và các con ở nhà làm ăn, tôi muốn đi xuất gia tu đạo, có vui lòng không? Ông lão này vợ con đều ghét bỏ, vì ông chỉ ăn hại, không làm được việc gì, lại hay bằn gắt, nên họ đều mừng và trả lời: Dạ phải, nguyện cho ông đi cho rồi, đi sớm được giờ phút nào là hay cho lũ tôi giờ phút đó. Ông lên đường đi hỏi thăm đến vườn trúc nơi Đức Thế Tôn ngự. Tới nơi không may ngày đó Phật đi vắng, ông vào hỏi các vị tỳ khưu rằng: Bạch Đại Đức, Phật ngài ngự phòng nào, xin chỉ dùm tôi. Đức Thế Tôn ngài đi giáo hóa nơi khác, không có ở nhà. Bạch Đại Đức, Phật đi vắng thì vị thượng túc của ngài là ai? Các vị đều chỉ tay đến chỗ ngài Xá Lợi Phất. Ông lão lòm khòm chống gậy đi tới, bỏ gậy xuống đất, chắp tay làm lễ thưa rằng: Bạch lạy Đại Đức Thế Tôn giả, con một lòng thành kính tới đây xin xuất gia học đạo, cúi xin ngài từ bi thâu nạp, được đội ơn vạn bội. Ngài Xá Lợi Phất đưa mắt nhìn xong, tự nghĩ rằng: Người này già yếu, học hỏi, tọa thiền, trợ việc chúng, trong ba việc không làm được một, có tù cũng vô ích. Nghĩ rồi ngài đáp rằng: Ông già yếu lắm rồi, không thể xuất gia được. Sau ông đi thưa với ngài Ca Diếp, ngài Ưu Bà Ly, ngài A Nâu Lâu Đà, cuối cùng đến 500 vị La Hán. Các vị đều hỏi: Ông đã thưa với vị nào chưa? Ông đều thưa với các vị rằng: Trước hết còn hướng Đức Thế Tôn, nhưng ngài không có ở tịnh xá. Còn có thưa với ngài Tôn giả Xá Lợi Phất, ngài nói rằng ông già yếu lắm rồi, không thể xuất gia được. Thì các vị đều trả lời rằng: Ngài Xá Lợi Phất là một vị trí tuệ thứ nhất, còn không dám thâu nạp vào hàng xuất gia. Ta cũng thế, cũng tỷ như ông thầy thuốc giỏi, biết bệnh nhân không thể chữa được. Ngoài ra các thầy lang khác cũng phải khoanh tay, còn chữa sao nổi, độ sao được. Có lẽ ông lão này tử tướng đã xuất hiện, nên ngài Xá Lợi Phất không độ, cho đến các vị tỳ khưu cũng từ chối. Ông Thi Lợi Bí Đề xin xuất gia không được, trở ra ngoài ngõ trúc viên than khóc một mình, rồi lẩm bẩm nói: Ta thuở sinh làm người đến nay chưa làm một lỗi gì lớn, thế mà tại sao chỉ riêng một mình ta không được xuất gia? Ông Ưu Bà Ly là người bần tiện, ông Ni Đề là người hốt phân thuê, ông Ương Quật Ma La là kẻ giết người rất nhiều, ông Đà Tắc Kỳ là kẻ ác nhân làm giặc mà còn được xuất gia. Vậy mình có tội gì không được xuất gia? Đường phàn nàn một mình, hốt nhiên thấy Phật đứng trước mặt. Ông nhìn thấy quang minh chói sáng, tướng mạo đoan nghiêm, tựa như vua Thiên Đế Thích trên cung trời đao lợi. Phật hỏi: Thì Lợi Bí Đề, làm sao khóc? Ông vui mừng quá, vội vàng cúi đầu lễ dưới chân khóc mà bạch rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, có những chúng sinh, kẻ giết người, kẻ làm giặc, kẻ nói dối, kẻ phỉ báng, kẻ hạ tiện, những kẻ đó đều xuất gia. Con xét thân con, từ thuở sinh làm người đến nay đã 100 tuổi chưa từng làm điều gì ác, mà các vị tỳ khưu không thâu nhập cho con được xuất gia. Bạch lạy Đức Thế Tôn, ở nhà thì vợ con ghét bỏ, đến đây nương bóng từ bi ngài không có ở tịnh xá, các vị tỳ khưu cho con già quá không nhận, bây giờ về cũng khốn, nên con muốn bỏ mạng ở nơi đây. Phật hỏi: Ai nói người này được xuất gia, kẻ kia già không được xuất gia? Kính lạy Đức Thế Tôn, ngài Thượng Túc Xá Lợi Phất. Ngài an ủi ông rằng: Thôi chớ buồn nữa, ta sẽ cho xuất gia tu học. Ông Xá Lợi Phất không phải là một người,
đã chăm làm những hành khổ trong 3 đại kiếp A Tăng Kỳ và đã tu phúc trong 100 kiếp. Ông không phải đời ấy, đời khác đã chăm làm những việc rất khó như chặt đầu, móc mắt, chẻ xương lấy tủy, óc, cắt thịt, chọc tiết, lột da, chẻ xương chân tay, cắt cái mũi bố thí. Ông không phải là người đã đem mình cứu hổ đói, nhảy xuống hố lửa sâu, đóng trên mình 1.000 cái đinh để cầu nghe đạo, khoét mình ra 1.000 lỗ để đốt đèn. Ông không phải là người đã đem quốc, thành, thế tử, nô tỳ, voi, ngựa, thất bảo ra bố thí. Ông không phải là người kiếp sơ A Tăng Kỳ cúng dường 88.000 đức Phật, kiếp hậu A Tăng Kỳ cúng dường 10.000 đức Phật, xuất gia giữ giới đầy đủ đối với pháp tự tại. Ông Xá Lợi Phất không có thể nói người này được xuất gia hay kẻ kia không được xuất gia. Ta một người đối với pháp tự tại cưỡi xe lục độ, mặc áo giáp nhẫn nhục, ngồi tòa kim cương dưới cội cây bồ đề, hàng phục ma vương thành ngôi vô thượng pháp vương, không ai bằng ta. Người an tâm theo ta về tinh xá, ta sẽ cho xuất gia. Đức Thế Tôn an ủi xong, làm cho nỗi phiền não của ông được tiêu tan, trong lòng vui vẻ sạch lưng, theo sau Phật về. Khi về tới tinh xá, Đức Phật gọi ông Đại Mục Kiền Liên, giao cho phải chịu trách nhiệm dạy bảo và thế pháp làm lễ xuất gia. Vì Đức Phật, Ngài có con mắt trí tuệ, nhận thấy những chúng sinh có duyên với người nào thì người ấy mới độ được. Tỷ như người có duyên với Phật thì Phật độ cho họ, người khác không độ được. Người có duyên với người khác thì người khác độ, Phật không độ được. Người có duyên với Ngài Xá Lợi Phất thì Ngài Xá Lợi Phất độ cho họ. Chứ Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ca Diếp, Ngài A Na Luật, Ngài Kim Tỳ La và tất cả vị thanh văn sao độ cho họ được, vì họ không có duyên với các vị. Nói tóm lại, những người có duyên với mình thì mình độ, không có duyên thì không thể độ được. Ngài Mục Kiền Liên vâng lời Phật, lãnh trách nhiệm, rồi thầm nghĩ như vậy. Ông lão này niên cao già yếu, tụng kinh tọa thiền, trợ việc chúng, ba việc không được một, song Phật đã giao cho, ta lẽ nào dám trái mạng. Sau ít bữa thế pháp đăng đàn thọ giới cụ túc, tuy thế nhưng ông lão đã có trọng nhân lành với Phật pháp từ đời quá khứ, đã từng tu tập các công đức, các pháp môn của Phật giáo, nên kiếp này tuy xuất gia muộn nhưng sự tinh anh học hiểu rất mau chóng. Từ khi ông được thế pháp xuất gia là một sa môn, ngày đêm cố gắng tu tập nghe rành hiểu rõ, nên chẳng bao lâu đã khai ngộ. Hiềm vì tuổi già sức yếu nên oai nghi lễ kính đối với các thượng tọa không đủ bổn phận. Các vị niên thiếu tỷ khiêu thấy ông có những hành vi thô tháo, không có lễ độ nhà thiền, cũng có khi dằn bảo hoặc của trách, thì ông lại kiêu căng tự đại, cậy mình niên cao học rộng, không chịu cung kính thừa sự. Thấy các vị có cử chỉ đối với mình như vậy, ông thầm nghĩ như vậy: ta ở tại gia vợ con ghét bỏ xúc não, nay đi xuất gia mong được chỗ an vui, qua con mắt trái ngược nơi tục lụy, ai ngờ lại bị các tỷ khiêu niên thiếu khinh miệt, không biết ta phải tội gì đến thế, lại thêm nghiệp phiền não cho ta, thà bỏ mạng cho qua đời là hết chuyện. Ông liền đi sang khu rừng, bên đó có một con sông vừa sâu vừa chảy mạnh, cởi áo cà sa vắt trên cành cây, quỳ thẳng chắp tay hướng lên tấm áo khóc mà thề rằng: con xin bỏ mạng nơi đây, nhưng không bỏ Phật pháp tăng. Cái áo của con đây xin dâng cúng các vị tỷ khiêu trì giới thanh tịnh tinh tiến tu hành, nguyện xả thân này được sinh vào nhà phú quý vui vẻ, họ hòa thuận, không làm ngăn cản những thiện pháp con muốn làm, và được gặp ngôi tam bảo xuất gia tu đạo, đắc ngộ minh sư thiện hữu, chỉ bảo cho những ý nghĩa lý sâu huyền tu chứng thành công trên đường giải thoát an lạc. Thế rồi ông nhảy xuống sông. Khi đó
Ngài Mục Kiền Liên ở trong rừng trúc dùng thiên nhãn nhìn xem ông đệ tử già mình làm gì, chợt thấy ông nhảy xuống sông. Ngài dùng thần lực túc vớt ông lên bờ, rồi bay tới tận nơi hỏi: "Pháp tử làm gì thế?" Thì Lợi Bí Đề ngửa mặt nhìn thấy thầy, thẹn hổ quá, và cũng không biết dùng lời lẽ gì để thưa cùng thầy. Ông thầm nghĩ: "Ta không nên nói dối thầy, đời đời bị tội không lưỡi. Song thầy ta có thần thông biết trước, nếu ta nói dối thầy ta cũng biết. Trên đời những người có trí tuệ thông minh, tính chất thật thà ngay thẳng, các ông trời còn phải kính trọng. Nếu người có trí tuệ mà tâm xiểm dối, cũng làm nhân sư và được người ta cúng dường. Người không có trí tuệ mà tâm ngay thẳng, tuy không giúp được người nhưng đã tự cứu được mình. Nếu kẻ vừa ngu si vừa xiểm nịnh lừa dối thì bị người ta khinh rẻ chê bai là đồ hèn hạ. Dẫu có nói gì người ta cũng đều cho là kẻ lừa bịp không tin dùng. Ấy thế nếu nói dối thầy dĩ nhiên không hay cho bản thân ta. Thưa rằng, bạch thầy, con đã chán cái cảnh tục lụy đi xuất gia để cầu an lạc, trái lại không thấy an lạc mà chỉ thấy phiền não nhiều. Vì thế con muốn bỏ mạng ở đây, xin thầy xá tội." Ngài Mục Liên thầm nghĩ: "Ông lão này nếu ta không dùng một phương pháp sợ hãi thì đối với việc xuất gia của ông không kết quả." Nghĩ xong nói: "Pháp tử hãy nắm chặt góc áo cà sa của ta, khi bay lên hư không phải chính niệm chớ có loạn tưởng." "Dạ, thầy dạy con xin tuân mạng." Ông nắm áo cẩn thận, ngài bay vút lên hư không như con gió thổi mạnh. Ông đệ tử nắm áo ngài cũng như luồng gió cuốn bụi, như chiếc bồng bay lên không gian. Chỉ một chớp loáng đã tới biển cả. Ngài hạ chân xuống bãi, hai thầy trò đi trên bãi biển, gặp một người con gái mới chết nằm phơi thầy dưới ánh mặt trời, rồi nhặng ào ào bấu kín. Nhìn thấy một con trùng bò ra, rồi chui vào lỗ mũi, sau lại luồn ra hai mắt, qua mắt rút vào lỗ tai, coi rất ghê sợ. Ngài đứng lại, lập phép quán tưởng, quán xong lại đi. "Bạch hòa thượng, người con gái này vì lý do gì chết tại đây? Lại có con trùng bò ra giúp vào như vậy?" "Một lát ta sẽ nói cho hay." Hai thầy trò đi được vài dặm, gặp một người con gái đội cái vạc bằng đồng, đến mé biển đổ nước đầy lửa đun sôi sùng sục, cởi áo nhảy vào trong vạc nước sôi ấy. Tóc lồng rụng hết, chân tay rã rời, xương thịt tả tơi nhử nát thân thể. Nước sôi mạnh quá làm cho xương thịt tung hết ra ngoài. Gặp một cơn gió làm cho da thịt chắp liền với nhau, thành lại hình người như cũ. Người con gái ấy cứ xé thịt mình ra rồi bỏ vào mồm ăn như ngon lành lắm. Ông đệ tử già sợ quá hỏi: "Bạch hòa thượng, cô này tội gì như vậy, xin thầy nói cho con được rõ." "Hãy khoan, lát nữa ta nói cho hay." Hai thầy trò đi khoảng vài dặm, thấy một thân cây to lớn, có rất nhiều sâu bám kín, cho đến cành lá chỗ nào cũng có sâu ăn giúp. Lại nghe thấy tiếng kêu khóc làm cho chấn động, như tiếng kêu trong địa ngục, sợ quá hỏi: "Bạch hòa thượng, tiếng kêu đó là những người nào, tại nguyên nhân gì?" "Hãy khoan, rồi ta sẽ nói." Thầy trò lại bắt đầu đi. Vừa được một lát, thấy một quả núi lớn có rất nhiều dao kiếm nhọn sắc, cắm ngược mũi lên trời, tua tủa như các hàng cây mọc. Lại thấy một người nằm lăn mình từ trên đỉnh núi xuống đến chân. Thân thể người ấy bị dao kiếm đâm nát tươm, máu chảy lênh láng, coi rất rùng rợn. Hoặc có cái dao, cây kiếm nào bị đổ, người ấy lại dựng đứng lên như cũ, rồi bắt đầu trèo lên đỉnh núi, lăn như trước. Cứ như thế mãi không thôi. Sợ quá hỏi: "Bạch hòa thượng, người này tại sao khổ như thế?" "Hãy khoan, tới thời ta sẽ nói."
qua quả núi này, thấy một người con trai to lớn. Chung quanh mình mọc những hình đầu các con thú rất ghê gớm. Lại thấy các quỷ thần ác, tay cầm cung hoặc nỏ, mỗi cái tên có ba ngạnh, đầu bị sắt nhọn có thuốc độc và cháy đỏ. Họ thi nhau, tranh nhau bắn người con trai ấy. Thân thể cháy xám đen, kêu là thảm thiết. Sợ quá hỏi: Bạch Hòa Thượng, người này phải tội gì như vậy? Hãy khoan rồi ta sẽ nói. Thầy trò đi được vài dặm, thấy một quả núi lớn. Núi này thuần xương không có đất đá, cao tới 700 giọt tuần, che khí sáng mặt trời, làm cho khoảnh bề ấy bị tối om. Thầy trò trèo lên, đi trên sườn núi một cách dạo chơi ung dung, thong thả. Thì Lợi Bí Đề tự nghĩ: Giờ đây ta hỏi những việc vừa qua, có lẽ thầy ta nói. Nghĩ xong hỏi: Bạch Hòa Thượng, xin thuật lại những chuyện vừa qua cho con rõ ư? Pháp tử, để ý cho kỹ, ta sẽ nói cho rõ nguyên nhân các câu chuyện vừa qua cho biết. Dạ, con xin chú ý nghe. Đầu tiên, người con gái chết nằm trên bãi biển. Cổ đó, vợ của anh Tát Bạc, người nước Xá Vệ, có nhan sắc đẹp, nên anh chồng cô yêu mến lắm. Tát Bạc đi buôn vì quá yêu vợ, nên anh đưa vợ đi buôn cùng với 500 người khách buôn ra biển. Cô này hay điểm tô má phấn môi son, châm gài lược dắt, da ngắm vào vuốt, soi gương, nhìn thấy mặt đẹp, khởi lòng kiêu mạn, lại thêm ham mến cái đẹp của mình. Thuyền đương đi gặp phải con rùa lớn, nó đạp thuyền bị thủng, đắm chìm dưới đáy biển. Mọi người đều bị chết cả. Biển không chứa tử thi, vì thế các quỷ dạ xoa, quỷ la sát, làm sóng gió đánh dạt những thầy ấy lên bờ. Chúng sinh tùy theo tâm ái luyến và lòng tưởng niệm, khi chết sẽ bị đọa vào nơi ước muốn ấy. Cô này vì yêu sắc đẹp của mặt mình, tiếc sắc đẹp nên bị đọa làm con trùng để coi cái bộ mặt. Thế cho nên con trùng cứ vơ vẩn từ mồm rúc ra, lại luồn qua mũi sang tai vào mắt mà không được giải thoát. Nếu ai hỏi cứ theo tâm ái luyến tham trược đâu thì sinh nơi đó, vậy ai yêu địa ngục làm chi mà vào địa ngục cho khổ, thì họ trả lời rằng: Kẻ nào lúc bình sinh ăn trộm tiền của tam bảo, hoặc của cha mẹ, hoặc sát nhân, tội ấy rất lớn, phải đọa vào địa ngục hỏa thiêu. Kẻ đó trước hết mắc phải bệnh phong hàn lánh, làm cho bức não thân tâm. Trong lúc óc bệnh luôn luôn nghĩ đến nóng, vì trong người lạnh, nên muốn tìm đến chỗ có lửa. Đường khi tưởng niệm thì chết, hồn trút khỏi xác, tất nhiên nó sẽ theo lòng tưởng niệm mà đọa vào hỏa ngục. Nếu kẻ nào ăn trộm đèn thờ Phật cùng các đồ vật khác, hoặc của chư tăng, đèn đuốc, củi cỏ, hoặc phá phòng tăng, giảng đường, hoặc mùa đông rét mướt lột áo của người, hoặc cậy thế lực trời rét lấy nước hành phạt người bằng cách dội nước lên đầu khiến người ta chết rét, hoặc cướp trộm lột áo người ta, tội báo ấy sẽ bị đọa vào địa ngục hàn băng. Trước hết, kẻ đó bị chứng bệnh nhiệt, làm nóng sốt thân thể cường nhiệt, luôn luôn nghĩ đến giá lạnh. Trong khi tưởng niệm ấy thì chết, hồn trút khỏi xác liền đọa vào địa ngục lạnh, như địa ngục Ưu Bát La, Bát Đầu Ma, Câu Vật Đà, Phan Đà Lợi, vân vân. Trong những ngục hàn lánh này, kẻ tội nhân lạnh buốt, thân thể khô khan như hạt đậu rang, óc tủy như gạo rang, xương đầu tan vụn ra trăm ngàn muôn phần, xương mình gãy nát như tên vót nhọn. Nếu kẻ nào mang lòng ham xẻn giật của người, làm cho người ta chết đói, đói hoặc ăn uống không có thời tiết, kẻ ấy sẽ đọa vào loài quỷ đói. Trước hết mắc phải bệnh khí, bụng đầy, ăn uống không tiêu. Thầy thuốc xem bệnh lấy những thức ăn dỗ dành: thứ này ngon, thứ này ngọt, thứ này chua, để dễ tiêu.
Người cố gắng ăn đi thì bệnh sẽ khỏi. Kẻ bệnh nhân ấy tự phát lòng nóng giận nói: Tôi ghê lắm, tôi sợ lắm. Bao giờ cho con mắt tôi không trông thấy các món ăn này. Trong lúc đường tưởng niệm ấy thì chết, hồn trút khỏi xác, cứ theo tâm tư tưởng ấy, đọa vào quỷ đói, tức ngạ quỷ. Cũng có kẻ ngu si không tin ngôi tam bảo, hoặc phỉ báng hoặc khinh hủy, không theo đúng đạo làm người, cha con hoặc mẹ con, anh em, tông thân dâm dục hỗn độn không phân biệt, hoặc bất hiếu không tin tội phúc, vân vân. Khi ốm nằm tựa như con chó, co quắp không thẳng, đó là do nghiệp sự nhiên, không muốn nghe lời nói lành. Cha mẹ anh em họ biết rằng bệnh nhân phải chết, họ khuyên rằng: Tụng kinh cho người nhé, quy y Phật cho người nhé. Người nên ngắm kính hình tượng Phật và mời chư tăng về thuyết pháp cho người nghe nhé. Người chịu khó niệm Phật cho khỏi tội lỗi, được nhiều phúc đức. Những của vật này đem bố thí cầu phước cho người nhé. Khuyên thế nhưng tâm kẻ đó vẫn không vui vẻ, lại sân nộ ác ý nói: Tôi nguyện rằng không bao giờ nghe thấy những lời nói như vậy. Đối với tôi là không có gì hết, không phúc đức chi hết, chết là hết. Kẻ đó chết, hồn trút khỏi xác, đọa vào loài súc sinh. Vì súc sinh không có văn hóa, đạo đức, không tôn thân cha mẹ, anh em, cũng do tâm niệm của họ gây nên cả. Nếu ai ham tu điều lành, trồng nhân cõi người, giữ năm giới, người ấy sẽ không bị bệnh hoạn làm bức bách thân tâm. Tới khi chết, tâm ý không rối loạn, biết rằng sắp chết, nên anh em họ hàng khuyên rằng: Người muốn nghe kinh pháp không? Muốn ngắm hình tượng Phật không? Muốn gặp chư tăng nghe thuyết pháp không? Muốn thọ trai thọ giới không? Muốn cúng dường tam bảo không? Bệnh nhân đáp: Hay lắm, tôi muốn như thế lắm. Họ lại nói tiếp cho nghe: Tụng kinh ngắm hình Phật sẽ được thành Phật đạo, cúng dường in kinh pháp, sinh nơi nào cũng có trí tuệ cao sáng, hiểu thấu các pháp tướng. Cúng dường tăng, sinh nơi nào cũng được giàu sang sung sướng, ý muốn dùng gì cũng đầy đủ. Bệnh nhân nghe xong sung sướng phát nguyện rằng: Nguyện cho con sinh nơi nào cũng được gặp ngôi tam bảo, nghe pháp ngộ đạo. Người đó khi chết được sinh làm người. Nếu người nào trồng nhân thập thiện để cầu sinh thiên, hoặc chỉ giới thanh tịnh làm hạnh bố thí, hàm nghe kinh pháp, chăm tu 10 điều, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói ác, không giận thức, không ngu si, người ấy lúc mệnh chung được an vui và nằm ngửa, được nhìn thấy hình tướng Phật và nghe nhạc trời, nhan sắc hòa vui, cất tay hướng lên, phút cuối cùng tắt thở, hồn bay lên trời. Đây, vợ tát bác vì ham luyến cái sắc đẹp của mình, cho nên lúc chết phải sinh làm con trùng ở ngay xác chết của mình. Sau khi bỏ thân trùng, phải đọa vào địa ngục chịu khổ vô cùng. Bạch Hòa Thượng, kẻ thiếu phụ tự ăn thịt của mình, căn nguyên tại sao xin nói cho con được rõ. Người này ở nước Xá Vệ là đứa con gái của một người ưu bà di. Người ưu bà di này nguyện cúng dường một vị tỷ khưu chỉ giới thanh tịnh trong một khóa an cư là 90 ngày, làm riêng một căn nhà cho vị đó ở, hàng ngày sửa soạn các món ăn ngon lành thơm sạch. Tới bữa ăn, dài đứa con gái dâng ngài. Xong các món ăn ngon, nó đều rơi hết, chỉ dâng ngài các món thừa không ngon. Qua một thời gian, ưu bà di thấy nhan sắc nó béo tốt đẹp đẽ hỏi: Mi ăn vụng các món ăn của thầy ta hay sao? Độ này mập mạp vậy. Thưa bà, đâu có, con cũng tin tội phúc chứ. Con đây không phải là kẻ tà kiến đâu. Có lẽ nào con dám ăn trước? Thầy ăn xong có còn thừa cho con mới dám ăn. Con thề rằng
Nếu con ăn trước thầy thì đời đời con phải tự ăn thịt của con. Pháp tử nên biết, chính đứa con gái ăn vụng thức ăn của vị tỳ khưu, sau chối và thề nguyện nên phải thụ quả báo tự ăn thịt mình. Như này tức là hoa báo, sau phải đọa vào địa ngục, lúc bấy giờ mới chính là quả báo, khổ đau vô cùng tận, nói không xiết. Bạch Hòa Thượng, con cây to lớn, có những con trùng ăn giúp, tiếng kêu dữ dội như thế là do nhân duyên gì? Đó là một vị tỳ khưu giữ của thượng chủ tên là Lại Lợi Cha, lấy của thượng chủ và những hoa quả thức ăn uống cho anh em họ hàng và người bạch y. Những người ấy sau khi chết phải đọa vào địa ngục lớn làm những con trùng, con sâu này để ăn giúp thân cây. Còn thân cây này là vị tỳ khưu nói trên, Lại Lợi Cha. Bạch Hòa Thượng, cái người bị bắn kêu khóc lửa cháy cả toàn thân đó là vì tội gì như vậy? Người này lúc sinh thời là một gã đi săn, sát hại các loài cầm thú. Bởi tội ấy chết phải đọa xuống địa ngục, chịu khổ báo như vậy, chưa biết ngày nào được thoát. Bạch Hòa Thượng, cái người lăn từ trên đỉnh núi xuống, máu me đẫm mình, họ tạo tác tội gì? Xin nói cho con được rõ. Người này ở thành Vương Xá là một ông đại tướng đi tiên phong sát hại nhân dân, giết người không nhẫn. Vì thế về tội báo này, sau phải đọa vào đại địa ngục, chịu lấy sự khốn khổ vô thời hạn. Bạch Hòa Thượng, còn cái núi xương đây là gì? Núi xương này là con cá Ma Kiệt, chính nó là tiền thân của ông. Vì ngươi còn là phàm phu, cách ấm bị mê nên không biết đấy thôi. Thì Lợi Bí Đề nghe xong, tâm hồn thổn thức, sợ hãi thưa rằng: Bạch Hòa Thượng, tâm hồn con còn mê tối không hiểu biết, cúi xin Hòa Thượng nói ra cái nguyên nhân tội gì con phải làm thân cá. Pháp tử nên biết, sinh tử luân chuyển không có bờ bến, nhưng đối với nghiệp báo của thiện ác thì không có sai lạc, không tài nào trốn thoát được. Tạo nghiệp gì phải báo nghiệp đó. Đây là từ đời quá khứ. Có một ông vua ở châu Diêm Phù Đề tên là Đàm Ma La Bí Đề, tiếng Tàu dịch là Pháp Tăng. Ông chăm làm việc bố thí giữ giới, nghe kinh, có tâm từ bi, tính không bạo ác, không bao giờ làm tổn thương đến tính mạng của một loài nào, xứng đáng một ông vua có đạo đức. Ông dùng chánh pháp để trị dân, làm vua đã được 20 năm. Đường buổi thừa nhàn đánh bạc vui chơi, lúc ấy có người phạm tội sát nhân, quan tòa vào tâu rằng: Tâu bệ hạ, ngoài thành có kẻ phạm tội giết người, trị tội thế nào xin cho hạ thần được rõ. Nhà vua mãi chơi không suy xét rõ, đáp rằng: Cứ theo quốc pháp mà trị tội. Theo quốc pháp, nếu kẻ nào mà giết người thì bị tử hình, chiếu luật đem người đó ra xử trảm. Xong cuộc vui chơi, nhà vua hỏi các quan rằng: Kẻ tội nhân ấy nay ở đâu, để ta đoán quyết. Theo quốc pháp, phạm nhân đã đem ra xử tử rồi. Nhà vua nghe nói giật mình, lo sợ ngã xuống đất. Tả Hữu đỡ dậy hồi lâu mới tỉnh lại, thân phiền nói: Các cùng tần mỹ nữ quay ngựa ở lại đây, riêng ta phải vào địa ngục chịu đau khổ một mình. Khi ta chưa làm vua thì cung điện này cũng có người cai trị. Chẳng bao lâu ta chết, cung này tiếp tục có người thống ngự. Ta làm vua giết hại mạng người, đó là làm vua đồ tể. Chẳng biết đời đời kiếp kiếp nó sẽ đưa ta đến chốn nào. Ta quyết định không làm vua nữa. Từ nay quyền chính giao cho các ông ở lại trông coi việc nước. Tôi vào núi để tu đạo, cầu giải thoát từ đây. Sau một thời gian, ông vua này chết, phải đọa sinh làm loài cá Ma Kiệt ở trên bể lớn, thân dài 700 do tuần. Các ông vua kế vị và các ông quan đại thần nước ấy, cậy có quyền thế ức hiếp nhân dân làm những điều tàn nhẫn, vợ bỏ chồng,
còn lìa cha, bóc lột dân đen, sau khi chết bị đọa làm cá ma kiệt hết thảy. Có những con vi trùng ở trong vầy rỉa giúp ăn thịt, đau như lưỡi cầu sát móc mình. Lúc bị cắn đau, sát mình vào núi pha lê, làm cho những con trùng bị dập chết, máu chảy đỏ ngầu trong trăm dặm bể. Vì tội ấy, chết phải đọa vào địa ngục. Những con cá này cứ mỗi giấc ngủ là 100 năm. Lúc tỉnh dậy đói quá, không có thức ăn, phải há mồm cho nước biển thuyền bè tôm cá chảy vào. Giữa lúc há miệng thì có 500 người lái buôn trong thuyền. Vì nước chảy mạnh quá nên chiếc thuyền này theo dòng trôi thẳng vào mồm cá. Mọi người đều khủng khiếp lo sợ, gào khóc la, kẻ niệm Phật, người cầu kinh, kẻ kêu trời, người khấn đất, kẻ cầu thần. Cũng có người kêu gọi cha mẹ vợ con, rồi kể lể rằng: hôm nay là phút cuối cùng từ biệt cõi nhân gian. Thôi, thôi không bao giờ ta được thấy gia đình lần thứ hai nữa. Thuyền sắp tới mồm cá, sự sợ hãi dồn dập vì thế nên nhiều người lớn tiếng niệm Nam Mô Phật. Cá ma kiệt nghe tiếng niệm Phật, động lòng từ bi, ngậm mồm lại. Nước hết chảy, thuyền được yên, mọi người thoát chết trong mồm cá. Cũng vì thế nên cá bị chết đói, thần hồn được sinh vào thành Vương Xá. Sau khi cá chết, quỷ Dạ Xoa La Sát vứt con cá ấy lên bãi biển. Trải qua những ngày tháng mưa gió dãi dầu, da thịt tiêu tan còn đống xương lại đây. Lắng nghe, ông vua Pháp Tăng thuở đó, này chính là Thi Lợi Bí Đề. Bởi tội sát sinh, phải đọa làm con cá ma kiệt ở dưới bể này. Này đã được làm thân người, sao không chán ghét sinh tử để an tâm tu đạo giải thoát hay sao? Lại còn muốn chết ở nơi đây làm chi? Nếu chết sẽ bị đọa vào địa ngục, bây giờ muốn già cũng khó. Thì Lợi Bí Đề nghe hòa thượng giảng thuyết xong, biết rõ thân cũ của mình, tự xét biết sợ sinh tử, nhớ nghĩ phép tu, để lòng chú ý quan sát đống xương cá là tiền thân của mình, thấu hiểu pháp vô thường, chán lìa sinh tử. Giữa giờ phút ấy được chút hết lậu, đắc quả La Hán. Ngài Mục Kiền Liên hoan hỷ nói: Pháp tử, công việc của người làm đã được thành tựu, hãy theo đây nhân lực của ta, người tự dùng lấy thần túc mà đi. Nói xong, ngài rướn mình lên hư không như chim phượng hoàng vỗ cánh. Ông Thi Lợi Bí Đề cũng bay theo sau, như chim mẹ bay trước, chim non bay sau. Một lát đã tới rừng trúc, từ từ hạ xuống Tinh Xá. Các vị thiếu niên tỷ khiêu chưa biết ông đã đắc đạo, nên các ngài vẫn coi thường và có khi còn la mắng. Vì ông đắc đạo, tâm đã điều thuận, nên vẫn êm đềm vui vẻ, không nói xạo hết. Đức Phật thấy thế, muốn ngăn đón tầm ngã mạn của các thiếu niên tỷ khưu và muốn hiện dương cái đức của vị lão thành, nên giữa trong đại chúng Phật nói: Thì Lợi Bí Đề, hôm nay ra biển về phải không? Dạ, lạy Đức Thế Tôn, có đấy ạ. Ra biển thấy những gì, nói cho ta nghe. Thì Lợi Bí Đề cung kính trình bày những việc nói trên cho Phật nghe. Phật nói: Quý hóa, hôm nay thấy sự thật như vậy, có lẽ từ nay ngươi được thoát cái khổ sinh tử, chứng đạo niết bàn, và có thể nạp thụ sự cúng dường của người cõi nhân, cõi thiên. Công việc làm của tỷ khưu ngươi đã được đầy đủ. Nghe Phật nói xong, các niên thiếu tỷ khưu vừa lo vừa sợ, hối hận thầm nghĩ: chính ông lão này là người hiền nhân trí tuệ, lũ ta thực không hiểu biết gì, từ trước đến nay tự cao tự đại, phải tội phạm đến hiền giả, tội ấy không phải nhẹ, ta nên xin sám hối trước là hơn. Các niên thiếu tỷ khưu đều đứng dậy tới trước ông Thi Lợi Bí Đề, năm thể chạm xuống đất bạch rằng: bạch đại đức, các thiện nhân sinh lòng từ bi cũng sinh theo. Trước đây chúng tôi đối với đại đức lầm lỗi, cúi xin từ bi xả bỏ, được ân chiêm công đức.
Tôi đối với tất cả mọi người đều có thiện tâm, hối quá có thể được lắm, hay lắm. Ông Thi Lợi Bí Đề thấy các niên thiếu tỳ khưu còn có ý sợ sệt, nên ông thuyết pháp xuất ly sinh tử cho các vị nghe. Từ đó các tỳ khưu gắng tiến tu hành, không lâu đã ngắt bỏ được lậu nghiệp, thành ngôi La Hán. Cũng do nhân duyên này mà tiếng khen đồn khắp thành Vương Xá. Thật lạ quá, ông lão 100 tuổi mới xuất gia còn thành công đắc quả, thuyết pháp cao siêu, thật là chưa từng có. Từ đó trong thành nhiều người cho con trai, con gái, đứa ở trai, đứa ở gái đi xuất gia, hoặc tự họ đi xuất gia. Công đức xuất gia vô lượng vô biên như thế, ông Thi Lợi Bí Đề đã 100 tuổi mới xuất gia tu hành còn đắc đạo quả, thành tựu công đức lớn lao. Những ai đã luống tuổi tại sao không xuất gia tu đạo, chăm chỉ tinh tiến tu hành để cầu một phúc báo vô biên ấy? Sa di hộ giới. Người đã thọ giới phải giữ giới, dầu cho mất thần mạng cũng không nên phá giới. Tại sao? Giới là nền tảng của người tu đạo, là một lối đi vững chắc qua trời người lên cõi Phật, là một bí pháp hết lậu nghiệp, là con đường thẳng vào thành Niết Bàn, là chốn an lạc giải thoát đời đời. Người giữ giới được thanh tịnh, công đức ấy vô lượng vô biên, ví như biển lớn sâu không đáy, rộng không bờ, thâu nạp muôn loài, như Atula Ma Kiệt Ngư cùng tất cả các loài thủy tộc. Giới cũng như thế, thâu nạp những người tam thừa sinh trưởng ở đó. Biển lớn kia có rất nhiều vàng bạc, ngọc lưu ly, pha lê, xà cừ, mã não, san hô, hổ phách. Nhân có giới mới sinh ra các pháp lành, 4 phi thường, 37 phẩm trợ đạo, thiền, tam muội, giải thoát, giải thoát tri kiến, vân vân. Bể lớn kia đáy bằng ngọc kim cương, chung quanh bằng núi kim cương, có 4 sông lớn chảy vào luôn, mà nước bể vẫn không đầy vơi. Biển giới cũng thế, lấy giới làm đáy, lấy luận làm núi vây quanh, 4 a hàm làm sông, muôn dòng nước chảy vào trong bằng phẳng không thêm bớt. Tại sao các sông vẫn chảy vào biển mà nước biển vẫn không đầy? Vì sức lửa ở ngục A Tỳ bốc lên nên nước biển vẫn không đầy. Các sông thường chảy ra biển nên nước biển không bao giờ vơi. Biển giới của Phật Pháp cũng thế, không phóng dật tham lam cảnh dục nên không tăng, đủ công đức nên không giảm. Như thế biết rằng giữ giới là một công đức lớn lao. Sau thời Phật vào Niết Bàn, nước An Đà có một vị tỳ khưu tu hành Đầu Đà, thấy ở nơi vắng vẻ, hoài nghi đầy đủ, giới đức hoàn toàn. Khi Phật còn tại thế, Ngài thường khen các vị tu hành Đầu Đà. Những vị tỳ khưu tu hành Đầu Đà không hay ở chung với tăng chúng, vì những vị ấy ít lòng dục, tri túc, không bòn sẻn tham lam tích trữ, thường ngày đi xin ăn ngồi chơi trên mặt đất, không nhà không cửa, ngày chỉ một bữa ăn, với một tấm áo là đủ, lại chăm tọa thiền tụng kinh. Những người như thế rất đáng tôn trọng, mới xứng đáng ngồi pháp vương tử. Trái lại, những vị tăng không có một trong đức hạnh nói trên, phần nhiều chỉ đa dục, lòng tham không biết chán, xúc tích tiền của, tham lam tật đố, ghen ghét đầy lòng si ái mê muội. Bởi thế cho nên mất công đức lớn, khiến cho người dân chán ghét, có đôi khi còn làm cho người ta phỉ báng tam bảo là khác. Vị tỳ khưu nói trên đức hạnh thuận hòa, có đủ lục thông tam minh và 8 phép giải thoát, oai nghi đính đạc, tiếng khen vang dội muôn phương, đáng làm một vị sa môn. Bấy giờ có một người ưu bà tắc tin kính ngôi tam bảo, giữ 5 điều răn cẩn thận,
lại chăm bố thí tu đức được nhiều người khen ngợi. Ưu Bà Thác nguyện chung thân cúng dường vị tỳ khưu nói trên. Cô cúng dường theo nhân hưởng quả. Nếu thỉnh tăng đến nhà cúng dường, các vị phải đi đường xa hoặc nóng lạnh gió giá rét bị mỏi mệt xảy ra thì làm phế bỏ sự hành đạo của chư tăng. Người thí chủ sau có được hưởng quả báo tốt lành nhưng phải mệt nhọc, còn các vị đi ngoài đường khất thực thì không kể mới có thể được phúc báo ấy thì hơn. Còn những vị tại chùa mình mang thức ăn lại nơi cúng dường thì lại sinh được hưởng phúc báo tự nhiên, không khó nhọc mà vật chất tự nhiên đầy đủ tùy ý muốn. Ông Ngư Bà Tắc này vì lòng tin chắc chắn nên ông sai người mang đến tận nơi cúng dường. Sa môn có bốn thứ hay dở khó nhận xét, cũng như quả am la xanh chín khó hiểu biết. Cũng có vị tỷ khiêu coi tướng mạo oai nghi đính đạp ung dung văn vẻ, thế mà trong bụng đầy sân si làm các hành phi pháp phá giới. Tỷ như quả am la, ngoài vỏ coi chín đẹp nhưng trong lòng sống sượng. Cũng có vị bề ngoài coi thô sơ, oai nghi tầm thường, bên trong có đầy đủ đức hạnh, nào trí tuệ thiền định đạo đức, cũng như quả am la trong chín ngoài xanh. Cũng có vị hình tướng cục mịch, nói năng thô lỗ, không có oai nghi đức độ, phá giới tạo ác, trong lòng đầy sân si, ngã mạn, tật đố, tham dục, cũng như quả am la trong ngoài đều xanh. Cũng có vị oai nghi nghiêm chỉnh giữ giới thành tịnh, bên trong đầy đủ đạo đức, trí tuệ rộng sâu, thiền định giải thoát, cũng như quả am la trong ngoài đều chín. Tại thành này có ông trưởng giả tin kính ngôi Tam Bảo, sinh được cậu con trai. Ông muốn cho cậu đi xuất gia và nghĩ rằng phải tìm một vị minh sư đạo đức, học vấn tinh thông cho con mình nương theo. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Gần người lành thì phát sinh lòng lành, gần kẻ ác sẽ tập nhiễm thói ác. Ví như gió không có thơm hôi, thổi qua rừng thiên đàn thì thấy gió thơm tho, nếu thổi qua thiêm bậc thì thấy gió hôi thối. Cũng như tấm áo sạch để ở bồ hương, áo ấy sẽ thơm, nếu để chỗ hôi dĩ nhiên bị hôi. Gần bậc thiện trí thức, tính tình cao thượng, gần kẻ hèn hạ, lòng dạ xấu xa. Nghĩ như vậy rồi, ông dẫn con đến vị tỷ khưu nói trên thưa rằng: Bạch Đại Đức, cháu trai này là con của tôi, muốn để xuất gia tu học, kính xin Đại Đức từ bi tế độ. Vị tỷ khưu dùng đạo nhãn quan sát xem căn khí có lớn lao không, có thể làm hưng long cho Phật giáo được không, có thể tu trì giới hạnh được không, mới nhận lời. Xem xong đáp: Quý hóa, ông cho cháu đi xuất gia để nối chí Phật chủng, hay lắm, tôi vui lòng tế độ. Trường giả vui mừng tạ lễ ra về. Đoạn này nói người Ưu Bà Thắc cúng dường vị tỳ khưu. Một hôm, Ưu Bà Thắc có người bạn thân rủ xem hội. Ông muốn cho cả nhà cùng đi, nhưng nghĩ ai là người coi nhà, nếu bắt buộc một người ở lại thì không đành lòng. Ông hợp gia đình lại nói rằng: Mai đi xem hội, ai vui lòng ở lại coi nhà? Cô con gái của ông đáp: Thưa cha, con xin coi nhà để cha mẹ và toàn gia đi xem hội. Ông vui vẻ nói: Hay lắm, con ở nhà trông nhà cho cha, chớ đi chơi đâu nhé. Sáng ngày mai, cả nhà đi hết, ông quên không dặn con gái dâng cơm vị tỷ khưu. Cô đóng chặt cửa ngõ vào nhà ngồi xem sách, đọc truyện để giải buồn. Bữa cơm ngọ đã tới mặt trời chừng xế trưa, vị tỳ khưu không thấy mang cơm đến, thầm nghĩ rằng: Người trần tục bận nhiều công việc, hôm nay có lẽ họ quên dâng cơm. Ngài gọi chú Sa Di, còn ông trưởng giả lại bảo:
còn đi lại nhà ông Ưu Bà Tắc lấy cơm, hôm nay có lẽ họ quên. Theo lời Phật dạy, con phải giữ oai nghi cho cẩn thận, vào các thôn xóm không được sinh tâm tham trước. Tỷ như con ong lấy mật, chỉ cốt lấy mật chứ không làm tổn thương đến sắc hương của hoa. Con cũng phải như thế, đến nhà người ta chớ sinh lòng tham sắc đẹp, vân vân. Giữ được cấm giới là giữ được đạo. Ông Đề Bà Đạt Đa tuy tụng được nhiều kinh, vì tạo ác phá giới phải đọa vào địa ngục A Tỳ. Ông Cù Ca Lợi tội phỉ báng phá giới phải đọa địa ngục. Ông Chu Lợi Bản Đặc chỉ tụng được câu kệ, vì giữ giới hoàn toàn nên được chứng quả La Hán. Giới là lối vào đạo Niết Bàn, là nhân thụ hưởng khoái lạc cõi trời cõi người. Tỷ như quy chế trưởng trai 3 hoặc 4 tháng của phái Bà La Môn, họ mời những vị cao minh giữ giới trong sạch. Trước hết họ đưa cho mỗi vị một phong bao. Trong Đề Vị Ngọt, bọn ấy có một người tuy học cao nhưng tính tình không được liêm khiết, tham mùi ngọt ăn hết. Tới ngày nhập hội, mọi người xuất trình phong bao để vào. Ông này không có phong bao cũng bước vào. Người gác cửa hỏi: "Phong bao của ông đâu?" "Có, nhưng đã ăn hết vị ngọt." "Thôi ông không được vào nữa. Ông tha một chút mùi ngọt, thiệt hại cho ông 4 tháng các mùi thơm ngon và các chân bảo khác. Thôi ông đi ra." "Cũng thế, con vào thôn xóm chớ tha một việc nhỏ. Lỡ phá giới của tam thế chư Phật thì mất các sự khoái lạc của 5 món dục, vui trong cõi nhân, thiên và những pháp bảo, vô lậu 37 phẩm trợ đạo Niết Bàn, vân vân. Phải nhớ, chớ phá giới của tam thế chư Phật làm ô nhục cho tam bảo, cha mẹ, sư tăng." "Dạ, lạy thầy con xin ghi nhớ." Sa Di lễ tạ lùi ra, mang bình đeo bát đến nhà kia gõ cửa. Cô gái chạy ra hỏi: "Ai gõ cửa đấy, có việc gì?" "Thưa, tôi là Sa Di, lại lấy cơm về dâng thầy." Cô ngó thấy Sa Di đến, vui vẻ bụng bảo dạ rằng: "Ta hằng mong ước được gặp, hôm nay thật là toại nguyện cho ta lắm." Mở cửa chắp tay vái chào: "Mô Phật, mời ngài vào nhà con." Cô này xinh đẹp vô song, dòng từ hiểu điệu. Năm ấy mới 16 tuổi, vì tình yêu nồng nhiệt phát động lòng dâm dục mạnh như lửa đốt, cô làm ra vẻ óng ẻo, chớp mắt dương mi, lườm nguýt cười nói lộ tướng dâm dục. Sa Di nói: "Cô này có chứng bệnh phong hay sao, điên cuồng như vậy hay bệnh dương giản?" Cô đáp: "Em không có bệnh chi hết." Sa Di thầm nghĩ: "Cô gái này ý muốn phá hủy giới đức thanh tịnh của ta đây. Ta phải nhớ lời thầy dạy, cẩn thận giữ oai nghi." Sa Di vốn vững lòng, không thay đổi ý chí. Cô này lễ dưới chân thưa rằng: "Bạch ngài, em luôn luôn ước nguyện được gặp để ngó bày tâm sự, nhưng chưa gặp lúc nào vắng vẻ. Em tưởng tượng ngài có tâm thương em. Nhà em giàu có, vàng bạc đầy kho, chẳng khác gì bảo tàng của nhà vua Tỳ Sa Môn Thiên Vương trên thượng giới, nhưng chưa có người làm chủ. Vậy ngài hãy ném lòng làm chủ nhà em. Em cùng ngài loan phượng trăm năm, suốt đời em xin tôn kính hầu hạ. Xin đừng từ chối để mãn nguyện lòng mong ước của em." Sa Di thầm nghĩ: "Ta có tội gì gặp các duyên này? Ta thà chết ở đây chứ không chịu phá giới của tam thế chư Phật. Ngày xưa có vị tỷ khưu đến nhà dâm nữ, bị cưỡng bách hành dục, còn đâm đầu vào hố lửa chết, quyết không chịu phạm giới. Các tỷ khưu bị cướp lấy cỏ trói, chịu gió gào, nắng hét, trùng cắn, vì giữ giới không dám dứt cỏ mà đi. Còn ngàn nuốt chuối ngọc, tỷ khưu nhìn thấy, vì giữ giới bị đánh vỡ đầu mà không nói. Thuyền bị ngục vào biển, hạ tọa tỷ khưu dâng phao cho thượng tọa, có
còn mình chịu chết chìm nơi biển cả. Các tiền bối đã khinh thân hộ giới, mình là kẻ nào mà không giữ giới? Riêng những người đó là đệ tử Phật hay sao? Là vì họ giữ được giới cấm, Đức Thế Tôn là thầy của họ, không phải là thầy của ta hay sao? Hột hổ ma ép chung với hoa thiềm bạc thì hôi, ta đã gặp được bậc thiện tri thức dạy bảo ta, dắt dìu ta học đạo vô vi giải thoát an lạc. Còn tham chi tình ái, tạo nghiệp luân hồi sinh tử làm gì? Thà chết thân này quyết không phá giới để ô nhục cho Tam Bảo, phụ mẫu, sư tăng. Nếu ta ra về, sợ cô tránh sự hổ thẹn với sự nồng nàn của lòng dâm dục của cô, lôi kéo ta, phỉ báng ta, thôn xóm họ biết thì không tránh được sự ô nhục. Ta sẽ quyên sinh tại đây. Đáp rằng: cô hãy cho tôi vào phòng nghỉ thư thả, tôi sẽ thưa chuyện cùng cô. Vâng, mời ngài vào phòng khách. Vào phòng, Sa Di đóng cửa chặt, cởi áo dắt lên giá, hoan hỉ quỳ thẳng chắp tay hướng về thành Câu Thi Na, nơi Phật nhập Niết Bàn, tự thể nguyện: kính lạy Đức Thế Tôn, con không bỏ Phật Pháp Tăng, không bỏ Hòa Thượng A Xà Lê và không bỏ chánh giới của Như Lai. Chính con vì hộ trì giới để xin bỏ thân này. Nguyện cho con sinh vào nơi nào cũng được hạnh phùng ngôi Tam Bảo và được xuất gia học đạo, tu phạm hạnh thanh tịnh, tẩy trừ cho hết lậu nghiệp, thành đạo vô thượng Bồ Đề. Khấn nguyện xong, rút dao đâm cổ chết, máu chảy lênh láng, thân thể đỏ ngầu. Cô đứng ngoài chờ lâu quá, nóng ruột, bước lên gõ cửa bước vào. Nhìn thấy tình nhân Sa Di của mình chết nằm trên mặt đất, coi rất rùng rợn. Cô thất sắc, lúc đó lòng dục nguội lạnh, tâm hồn tán loạn, hoảng hốt. Lấy tay cào lên đầu, làm cho tóc rối như tơ, tỏa che khắp mặt, lăn khóc mê hồn rồi ngất đi. Cha mẹ cô chạy hội về đứng ngoài cửa gọi con gái, gọi mãi không thấy trả lời, sai người trèo qua vào trong mở cổng. Ông vào phòng thấy con gái như thế, sừng sốt hỏi: ôi con sao thế con? Cha đi vắng ở nhà, ai làm phạm đến tiết hạnh của con đấy ư? Con nói cho cha hay. Cô yên lặng không nói sao cả, và thầm nghĩ: nếu mình nói thật cho cha nghe thì rất xấu hổ, nếu đổ lỗi cho bác Sa Di thì vô tình mình đã vu oan cho người lương thiện, tội ấy đọa địa ngục chịu khổ vô cùng. Thôi cứ nói rõ cho cha ta nghe là hơn. Thưa cha, hôm nay Hòa Thượng sai bác Sa Di đến nhà ta lấy cơm. Con quá yêu người, đòi hỏi lòng yêu cho toại ý muốn, nên con quấy nhiễu người và bắt theo ý muốn của con. Sư bác Sa Di quyết giữ giới thanh tịnh nên người vào phòng tự sát. Con nghĩ thân con nhơ bẩn lại làm hại thanh tịnh của người, tội ấy không phải nhỏ, con sợ quá, cũng không biết làm thế nào được nữa, xin cha xá tội. Ông vẫn thản nhiên, không kinh khủng gì, vì ông tự biết đó là do nghiệp báo xử nhiên. Ông nói: tất cả muôn pháp đều thuộc vô thường, con chớ có lo. Ông bước vào phòng tới trước thi hài Sa Di, lễ bái khen rằng: quý hóa thầy, khí cao như trời mây, chỉ kiến như sắt đá, bỏ mạng để hộ giới của tam thế chư Phật, trên đời có một không hai. Luật nước ấy, nếu tu sĩ nào chết ở nhà ai thì nhà ấy phải nộp cho chính phủ 1.000 quan tiền vàng, theo lệ có 102. Nhà vua hỏi: khanh có lỗi gì? Tâu bệ hạ, có một tu sĩ chết tại nhà hạ thần. Vì lý do gì? Ông cứ thực trình bày như trên cho vua nghe. Nhà vua nghe xong cũng cảm phục tâm hồn cao thượng của Sa Di và nói: Sa Di bỏ mạng để hộ giới không có lỗi gì. Khanh mang tiền về, ta sẽ đi cùng khanh. Nhà vua lên xe đến nhà ông Ưu Bà Thắc, thấy Sa Di thân đỏ như cây gỗ trên đàn, một lòng kính cẩn lễ sát đất, khen lao công đức,
nhà vua đưa một cỗ xe quý nhất rước ông Sa Di ra nơi bằng phẳng cao sạch, lấy các thứ gỗ để đứng trên đài cao cho các người dân xem coi. Giữa lúc đó vua tuyên bố rằng: người con gái này có thể đẹp nhất thời nay trong hàng nữ lưu, nhưng con người còn chịu ách được dục vọng kìm hãm nơi tâm ái là không yêu quý mê say. Đây, ông Sa Di vì chưa đắc đạo đem thân sinh tử hộ giới bỏ mạng, thật là hiếm có trên thế gian này. Sau nhà vua mời hòa thượng lên đài thuyết pháp, xong cuộc thuyết pháp này có rất nhiều người phát tâm xuất gia chỉ giới. Ai nấy đều cảm mến đức tin cao thượng của Sa Di, cúi đầu lễ hòa thượng mà lui.